Xin chào tất cả quý vị các bạn đã quay trở lại với series bàn giao đến tận tay những vị khách hàng của đội ngũ cửa hàng CityLux. Hiện tại thì tôi đang ở thành phố Hà Nội và tôi đang chuẩn bị cho một chuyến đi đến với tỉnh Gia Lai thuộc khu vực Tây Nguyên. Vị khách lần này của chúng tôi là chú Nguyễn Nhiều. Tôi có được biết thì chú Nguyễn Nhiều là một người có tuổi, hiện tại thì chú đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Gia Lai. Trong dịp mua sắm lần này thì chú đã đặt mua tại cửa hàng CityLux một chiếc Rolex GMT Master 2. Chiếc đồng hồ này có mã tham chiếu đầy đủ là 126711CHR và nó có một cái biệt danh rất là dễ nhớ, đó là chiếc Rolex Root Beer. Lịch làm việc của chúng tôi ngày hôm nay là chúng tôi sẽ xuất phát từ sân bay Nội Bài, bay thẳng đến sân bay Pleiku trong chiều nay. Ngay sau khi xuống sân bay Pleiku thì chúng tôi sẽ được chú Nhiều ra đón. Chú đã sắp xếp cái chỗ nghỉ ngơi để chúng tôi có thể nghỉ lại Gia Lai một đêm. Sau đó sẽ tiến hành gặp gỡ, giao lưu và bàn giao đến chú chiếc đồng hồ này trong buổi sáng ngày mai. Đây cũng là lần đầu tiên mà đội ngũ CityLux được đến với khu vực này. Chúng tôi rất là hào hứng cũng như là cảm động trước sự đón tiếp nhiệt tình của chú Nguyễn Nhiều. Tôi có thể bật mí là chú Nguyễn Nhiều đã nuôi dưỡng cái niềm đam mê này từ rất là lâu và sắp tới đây sẽ là ngày mà chú sẽ được nhận bàn giao chiếc đồng hồ này. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê của tỉnh Gia Lai. Chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện tại thì sau gần 2 tiếng di chuyển thì tôi đã có mặt tại cảng hàng không Pleiku. Thì chú Nhiều đã điện cho tôi từ lúc 5 rưỡi. Tuy nhiên lúc đấy thì máy bay vẫn đang bị delay. Và chú đã đến từ cái lúc đấy. Bây giờ thì tôi sẽ điện cho chú. Thì chú đã chờ sẵn ở sân bay rồi. Ok, xin mời các bạn. Chú à? Dạ vâng. Chú ơi, cháu vừa ra đến cửa đây ạ. Dạ vâng ạ, để cháu để ý. Dạ vâng ạ, dạ vâng, cháu sẽ nhìn kỹ biển số. Dạ vâng, dạ vâng. Chào chú ạ. Dạ vâng. Cháu có gửi cho chú lịch bay nhưng mà chắc là chú xuất phát từ lúc 5 giờ chú. Tôi chú đi lúc 4 rưỡi rồi nha. Dạ và từ nhà mình lên đây có xa không chú? Nếu mà trung tâm Pleiku là 34 cây, đây 6 cây nữa là 40 cây con. 40 cây ạ? Đây vô thành phố là 6 cây nữa. Đúng rồi. Đam mê với kiên trì. Đúng kiên rồi. Trì rất nhiều thì mới có thể kiên trì phát triển. Đi đây đòi liên tục mà. Dạ và đấy. Công trình không nằm một chỗ ai đâu. Mà vượt qua được những cái giai đoạn đấy thì chắc chắn là sau này sẽ có một cái thành công nhất định. Đấy, nhưng mà về sau thì cháu lại có được bén duyên với đồng hồ thì cháu cũng chuyển sang cái này được gần 5 năm rồi chú ạ. Dạ vâng. Xong chủ đeo lòng ring vàng khối luôn. Ngoài nó có số lá mạo, nó có rồ hút ma đẹp lắm. Ở trong là mặt bằng rút bia. Mà lại có 12 đến 12 viên kim cương, có ngay đàng hoàng. Xong rồi hôm nay giờ phòng chủ chạy xe khách mà có một anh trẻ như cháu vậy, nó ngồi lên xe á. Giống như chủ chạy chú thôi là chú ở Cần Thơ mà chú chạy Cần Thơ Ô Môn là chú ví dụ giống như chú chạy ở Chư Sê ra đây anh thân niên nọ anh khoái luôn thôi chú cũng ngồi xe xong chú ra Gia Lai cũng trả tiền Chư Sê ra Gia Lai xong rồi nó không xuống nó đi tiểu rồi đi uống nước rồi xong rồi lên ngồi lại chú chở vô Chư Sê đi tiếp vô Chư Sê là trả tiền chú hỏi sao mày ngồi xe tao đi hoài mày có chuyện gì mà cái đi mít thì tốn tiền vậy nói em thích đồng hồ anh để đồng hồ của anh cho em đi. Có nghĩa là ngắm hoài xong rồi say quá xong rồi quên hết. Nó mấy đồng hồ. Nó không chịu về. Vâng. Nó đi 2 ngày chú phải lột, chú chịu lọc, chú bán cho nó. Dạ vâng. Chú bán cho nó luôn. Hiện tại thì chú còn giữ nhiều đồng hồ ở nhà không? Không, chú không còn, chú còn cất cái hộp không à. Nghĩa là hiện tại là ở nhà chú không còn chiếc nào nữa. Không còn chiếc nào hết. Vâng. Chú chơi đồng hồ là cũng từ lâu rồi. Chú chơi hồi con, hồi chú 16 tuổi. Dạ vâng. Là chú đã làm, đã có rất tiền rồi. Xin chào tất cả quý vị khán giả trên kênh. Tôi là Duy Khánh, là người hôm nay hiện tại đang là 7 rưỡi sáng và tôi đang ở thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê của tỉnh Gia Lai. Và ngồi cạnh tôi đây là chú Nguyễn Nhiều. Chào chú. Chào chú. Dạ. Chào chú.
đây là bên cạnh là bạn, bạn là cháu của chú. Anh tên là gì ạ? Chuyên. Dạ vâng. Thì cháu cũng muốn là để bắt đầu trong cái video ngày hôm nay thì cháu muốn là chú có thể giúp cháu, là chú có thể tự giới thiệu một chút về bản thân mình để cho tất cả những quý vị khán giả trên kênh được biết được không ạ? À, chú tên là Nguyễn Nhiêu. Dạ. Chú năm nay chú 71 tuổi. À, chú gốc ở Quảng Bình vào đây lập nghiệp. À, chú làm nghề bên nghề xây dựng. Dạ vâng. À, hiện đang sống tại huyện Chư Sê. Dạ vâng. À, như chú nhờ có chia sẻ là chú năm nay 71 tuổi. 71 tuổi. Dạ vâng. Thế nếu mà như vậy là chú là khách hàng lớn tuổi nhất mà cháu đã từng vượt ngồi và tiếp đón. À, thì chú nhiều ngày hôm nay sẽ là chủ nhân của cái chiếc đồng hồ mà ngay bây giờ thì cháu sẽ bàn giao cho chú. À, dạ vâng. Thưa chú thì là cũng đúng như những cái sự trao đổi từ đầu, là ngày hôm nay cháu vào đây để đại diện cho cửa hàng Citylux để bàn giao đến chú cái chiếc đồng hồ mà chú đã đặt mua tại cửa hàng Citylux. Thì ngay bây giờ thì cháu sẽ lấy chiếc đồng hồ này ra để chú có thể ngắm nhìn nó và chiêm ngưỡng nó một cách thực tế nhất đấy. À, đây là hiện tại là cháu còn đang bọc siêu. Dạ. Chiếc Rolex GMT Master 2 126711 CHR Root Beer. Đúng rồi, đây là cái đồng hồ chủ mong ước. Dạ. Lâu lắm rồi, nay mới có điều kiện làm chủ của nó. Dạ vâng. Chủ thì theo dõi nhiều kênh trên YouTube. Dạ. Nhưng mà chủ thấy cũng nhiều đại lý nhà cung cấp đồng hồ, nhưng mà chủ thấy cháu là cũng đi giao hàng cho nhiều đối tác mua, chẳng hạn như là ở Kiên Giang nè, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, dạ, Hải Phòng. Dạ, dạ. Qua nhận xét chú thấy nhà Citylux của chú á, của cháu á, là chú thấy là chú rất là đặt niềm tin, tại vì dạ, qua cách nhìn nhận đánh giá thấy nhiều lần cháu đi giao hàng á, chú dạ, nhìn là phong thái cách làm việc của cháu, dạ, vậy là khách hàng mến chuộng, ngưỡng mộ đặt hàng rồi, nên chủ là đặt niềm tin nên là đặt hàng, đặt cháu một cái đồng hồ. Dạ vâng. À, hôm nay dạ, cháu đã đem từ Hà Nội vào đây cho chủ. Chủ dạ, rất là toàn nguyện và dạ, trước mắt là cảm ơn cháu và cảm ơn Citylux. Dạ vâng. Đã đáp ứng đúng. Chủ rất tin tưởng. Dạ vâng. Thế để cháu bóc chiếc đồng hồ này ra để chúng có thể kiểm tra chính xác cái tình trạng của chiếc đồng hồ này, nó là đang là brand new 100%. Dạ vâng. Brand new 100%. Dạ vâng. 100% brand new. Chuyên thành chuyên, nó bằng khổ hết ạ. Tôi nghĩ là khi mà bóc cái lớp siêu ra thì nó sẽ còn đẹp hơn rất là nhiều. Đúng rồi, chú hiểu rồi, là bóng. Dạ, dạ. À, cháu gửi chú ạ. Rồi, gửi đây. Tại thì nó sẽ vẫn còn đang hơi rộng một chút. Rồi, cháu đem. Chủ đeo là nằm ở giữa tí, là cổ à, tay đấy. À, dạ. Chỗ này là vừa. Chỗ này là vừa. Chú nhìn trực tiếp trước đồng hồ này. Rồi. Quá tuyệt vời. Dạ. Quá tuyệt vời. Hôm nay thì thực sự là đối với cái giao dịch này thì về phía cửa hàng Citylux là bọn cháu đã nhận được cái yêu cầu từ chú. Bây giờ chú nhắn tin đến cửa hàng và một dòng rất là ngắn gọn thôi. Chú gửi hình ảnh chiếc đồng hồ này và chú nói là tôi muốn đặt mua chiếc đồng hồ này bên anh. Đúng rồi. Có nghĩa là bọn cháu cũng chưa có cơ hội để tư vấn cho chú chính xác chiếc đồng hồ này, mà là chiếc đồng hồ này là do chú tự chọn và đã ngắm nghía từ trước. Vậy thì khi nhìn thấy cháu hỏi chú mua, cháu có một câu hỏi dành cho chú, đó là đây có phải là lần đầu tiên chú nhìn thấy chiếc đồng hồ này ngoài thực tế không? Hôm nay là chú cầm nó tận tay tận mắt và tận mắt là thực tế, nhưng mà chú xem trong YouTube của cháu ấy, chú xem rất là nhiều mà chú là chọn anh này, tại cái này kỳ hiệu nó là GMT Master 2 Root Beer. Nó là 126711 CHR. Máy nó 3285. Chú nhớ chính xác luôn cả mã năm chiều. Máy 3285. Tích cốt vàng khối. Tích cốt là con này là 70 giờ. Và 70 chất liệu cấu tạo là dây Oster. Dây Oster. Đúng không? Dạ, đúng rồi, màu dây Oster. Đó, vàng khối. Đó. Dạ, mặt đen Root Beer. Là chú đã ngắm nghía trước rồi. Chú ngắm nghía lâu rồi, chú theo dõi này là 4 năm rồi. Dạ vâng. Cháu có một thắc mắc là
tại sao chú lại lựa chọn chiếc đồng hồ này mà lại không phải những chiếc đồng hồ khác? Nhưng mà đây là đầu tiên là để cho cháu phỏng đoán một chút nhé. Rồi. Là cháu thấy cái chiếc đồng hồ này khi mà cháu vào đến đây thì cháu thấy là nó rất là phù hợp. Đây là cái dự đoán của cháu thôi. Đó, nó rất là phù hợp với lại cái khí hậu ở đây, với lại cái đặc điểm của vùng này. Ví dụ như trên chiếc đồng hồ này nó có một cái, nó là cái vành bezel màu nâu và màu đen. Được. Màu nâu thì có thể đại diện cho cà phê. Được, cà phê. Cà phê màu của đất đỏ Ba Gian, vùng Tây Nguyên. Đấy, còn cái chất liệu để mi bằng hồng này cũng vậy, nó có một cái gì đó màu sắc nó rất là đặc trưng và nó phù hợp với cái chiếc đồng hồ này. Thì đó có phải cái lý do mà chú lựa chọn chiếc đồng hồ này không? Là như vậy, cái đồng hồ này là nó thương hiệu nó là, chú không lầm là nó có trên 100 năm rồi. Tại vì nó nổi tiếng là chủ tìm hiểu lịch sử nó nổi tiếng cái là cách đây 5-70 năm gì đấy. Có một thời lặn đấy, lặn dưới biển đấy, là lượm được đồng hồ này. Ngày xưa ai đần rớt là đi tàu biển bị chìm đấy, bị rớt dưới biển đấy. Họ vừa thò tay cầm lên cái đồng hồ là kim dây nó chạy liền. Nó nổi tiếng từ đó. À, đúng là lịch sử của nó. Thứ hai nữa, nó là một trong những hãng nổi tiếng nhất thế giới hiện bây giờ, có như hãng như là Philip Morris này, Philip này, Hugo này, Omega Longines, Boulevard. Nhưng mà Rolex vẫn là thương hiệu đỉnh nhất, nên chủ rất ngưỡng mộ. Tại vì các nguyên thủ, các tổng lớp tập đoàn, các người thành đạt đều ưa chuộng đồng hồ này, rất ngưỡng mộ đồng hồ này. Mà không riêng họ mà cá nhân chủ cũng là chung luôn, rất là ngưỡng mộ. À, đây là niềm đam mê chủ rất mê Rolex. Thấy nó đến là chủ rất là vui. Rất là vui, chú rất là mãn nguyện rồi đấy. À, rất là cảm ơn. À, tuy là mua nhưng mà rất là cảm ơn. Tìm được đồng hồ đúng là mình yêu thích. À, nhưng cháu thấy là cái chiếc đồng hồ này nó cũng rất là phù hợp. Vừa tay chú lên. À, tay chú to béo. À, đã chú có cảm tưởng chú nói là chú rất là thích. Tại vì nhiều người về nói về địa vị còn cao hơn chú rất nhiều, họ vẫn thích. Họ vẫn đam mê cũng như chú. À, chú rất là thích. Hôm nay là chú chọn nó là Rolex. Thương hiệu đẳng cấp của thế giới mà. Cũng chia sẻ một chút về cái thú chơi của chú và cái niềm đam mê của chú mà chú đã nuôi dưỡng rất là nhiều năm như vậy. Thì cháu nghĩ là có những cái thời điểm mà chú đã nuôi dưỡng rất là lâu và mong ước rất là lâu phải không ạ? Thế nhưng mà có những thời điểm cháu nghĩ là chú có thể mua được chiếc đồng hồ này, nhưng mà đến ngày hôm nay thì chú mới quyết định để mua cho mình chiếc đồng hồ mà chú mong ước. Thì chú có thể chia sẻ cái câu chuyện mà chú đã nuôi dưỡng cái niềm đam mê của mình lâu như vậy. À, như vậy nói chung là chủ định mua cách đây mấy năm được rồi, nhưng mà nó thật ra là chúng còn có sự nghi ngờ đó, là do là xã hội bây giờ thị trường có nhiều cái thật giả thật. Nhưng mà nên chủ đang đắn đo, nên do là chủ theo dõi video nhiều lần đó của cháu lên sóng, giao cho nhiều khách hàng, qua cách nhìn đánh giá của chú á, sao chủ chọn là chủ đặt hàng Citilux của bên bên cháu, là do về phong cách giao hàng của cháu này. Về chủ còn cái là chủ không tài giỏi, không phải là thầy bói hay từng số, nhưng mà chủ nhìn cái gương mặt của cháu, phong cách cháu giao hàng khách, cháu có một cái tấm phúc hậu, và là cháu đọc, chủ đọc được ngôn ngữ cơ thể của chủ của cháu đó. Chủ đánh giá cháu là người thật việc thật giao thật, cũng gọn đi. Tại vì sao cháu đi từ Hà Nội mà giao có những chỗ 2,000 cây số, 1,000 cây số, 500 cây số cháu giao hàng, nên từ đó chủ chấm cháu là chuẩn mực, là cháu tin tưởng nhất, nên cháu mua đặt hàng bên Citilux của cháu. Không phải chủ nói là tất cả những người là không thật cả, mình không dám nói chung như vậy. Nhưng mà riêng cá nhân chủ đã thấy chứng kiến trên, đã xem trên mạng chương trình của cháu phát ra, nên là cháu chọn cháu, chọn Khánh bên đại diện của Citilux, nên chủ đặt hàng bên cháu. Nên chủ tin tưởng, chủ không có một sự gì nghi ngờ hết. Còn về vấn đề về tài chính thì sao, chú có phải chuẩn bị lâu không? Tại vì cháu nghĩ là với chú thì cái chiếc đồng hồ như thế này thì nó cũng không phải là quá lớn. Thế nhưng mà tại sao vào cái thời điểm như bây giờ thì chú quyết định là sẽ sở hữu cho riêng mình? À, như vậy là tài chính thì nó cũng không khó khăn gì, chú lo được hết, lúc nào chú muốn mua cũng được cả. Cách đây những 10 năm trước, 20 năm trước thì cũng nói thật ra cũng là cũng khó khăn, nhưng bây giờ thì chủ đủ điều kiện để mua. Nhưng mà cả là đã chủ nói hôm nay thì chủ đánh đó là sơ thật giả và giả thật. Nên hôm nay thì chủ quyết định là thôi chụp thời cơ và điền cho cháu này có chủ đặt, cháu đặt hàng ở
nước ngoài về trong vòng 7 ngày đến 5 ngày. Nên chú chốt ngay phải mua ngay. Là như vậy. Nên là chú là tin tưởng là đúng là thật rồi. Chú có thể mua cái hồ này cách đây 20 năm về trước cũng được rồi. Nhưng mà chú thấy nó có quá giá trị. Chú nhìn xuống thấy con cái mình đang khó khăn quá đó. Chú nhường cho tất cả cái phần vốn mình có để giúp đỡ con cái cho nó có điều kiện nó làm ăn thành đạt. Còn riêng cá nhân chú thì hưởng thụ sau được, nhưng đến hôm nay là đến thời điểm đã hưởng thụ được à, nên chú quyết định mua cho cá nhân chú, không phải suy nghĩ về tài chính để lo cho con cái nữa. Con cái chú đã thành đạt hết rồi, nên cá nhân chú bây giờ sử dụng luôn là thoải mái, chú rất là vui, thoải mái không đắn đo gì nữa. Cháu cảm ơn chú về những cái lời chia sẻ rất là thực tế và rất là tâm huyết của chú về cái chiếc đồng hồ này. Thì ở phía cửa hàng cháu cũng xin đại diện từ phía cửa hàng cảm ơn chú. Thì từ hôm qua vào đây cháu đã cảm thấy thứ nhất là cái sự đón tiếp rất là nhiệt tình, và như cá nhân bọn cháu là những người đi xa đi đến một cái vùng đất mới, đây là lần đầu tiên để chúng cháu được đến với Tây Nguyên và cụ thể ở đây là Gia Lai. Thì cháu cảm thấy là mọi người kể cả từ mọi người xung quanh chú ấy, là rất là thiện cảm và rất là dễ gần, như là chúng cháu có một cái niềm động viên để cho tự tin hơn cho những chuyến đi xa như vậy. Đấy thì cháu nghĩ là không phải riêng mỗi cửa hàng Citylux mà tất cả những đơn vị khác khi cung cấp những cái sản phẩm xa xỉ như thế này thì họ đều phải có sự uy tín. Tại vì phải có sự uy tín thì mới có thể tồn tại và phát triển một cách vững mạnh được. Ngày hôm nay thì lại càng vui hơn cho cháu nữa. Đây là chiếc đồng hồ mà chú đã mong ước từ rất là lâu rồi, và nuôi dưỡng cái niềm đam mê từ rất là lâu rồi. Mà cháu lại là người mà chú chọn để đặt mua và mang đến đây cho chú để chú được thỏa mãn được cái niềm đam mê của mình. Hiện tại trong cảm xúc hiện tại của cháu bây giờ là cháu cảm thấy cháu rất là tự hào vì điều đó. Thì bọn cháu đi xa hay là đi giao dịch như này, cái được nhất đó chính là cái tình cảm. Vì hiện tại thì có thể là nhiều người cũng có thể đi được, thế nhưng mà bọn cháu luôn luôn chấp nhận và mong muốn được gặp gỡ khách hàng. Vì gì đó thì sau những cái chuyến đi như này thì cháu có vào lần sau cháu vào đến Gia Lai thì cháu lại có chú ở đây, cháu cũng tự tin hơn trên cái hành trình của mình. Cháu sẽ đi cũng đi rất là nhiều nơi rồi, và chú sẽ là người khách hàng lớn tuổi nhất của cháu tính đến thời điểm hiện tại. Chú cũng có lời cuối như này, cũng sẵn trên dịp đây không phải là nói gì hơn là chú cũng mong muốn trên cộng đồng mạng tất cả những người mà đam mê đồng hồ Rolex, một thương hiệu nổi tiếng thế giới, tất cả mọi người nếu mà đam mê thì như chú nói là riêng chú là khách hàng cũng là khó tính, không phải là dễ tính đâu. Rất là khó tính mà chú đã chọn cháu nơi cung cấp đồng hồ. Đồng ý là trên Việt Nam này, ở thành phố Hồ Chí Minh, thủ đô Hà Nội, Đà Nẵng có nhiều nơi. Mình không dám nói gì khác, đồng chàm ai cũng làm ăn rất là tử tế đàng hoàng, là phải có muốn có uy tín để thu hút khách hàng. Nhưng mà cá nhân chú nói về cá nhân chú thôi, nên chú cũng muốn mọi người sau này, hôm nay là đầu tháng thì còn 58 ngày nữa là Tết đến rồi, mong mọi người ủng hộ người nào đam mê đồng hồ Rolex, thương hiệu nổi tiếng có thể ủng hộ cháu. Dạ vâng. Giờ thì mong mọi người giờ ủng hộ. Tôi cũng có vài lời vậy, chứ không phải tôi nó tốt để được cái gì. Dạ, nhưng mà nói một cách khách quan, mong mọi người ủng hộ. Tại vì tôi rất khó tính mà tôi chọn cái đồng hồ này thì mọi người khác cũng nên ủng hộ cho anh Citylux. Dạ vâng. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện tại thì tôi đã quay trở lại với cảng hàng không Pleiku sau chuyến đi 2 ngày 1 đêm đến gặp gỡ, giao lưu và bàn giao đến chú Nguyễn Nhiều chiếc Rolex GMT Master 2 có biệt danh là Root Beer tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê của tỉnh Gia Lai. Vừa rồi thì chúng tôi đã được chú Nhiều đưa ra đến tận sân bay.
và chú đã gửi tặng chúng tôi những cái món quà rất là ý nghĩa, và cùng với đó là những cái lời hỏi thăm từ người thân. Thay mặt đội ngũ CityLux, tôi xin gửi lời cảm ơn đến chú Nguyễn nhiều đã dành cho đội ngũ của chúng tôi một sự đón tiếp rất là nhiệt tình và chu đáo. Chúc chú có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục nuôi dưỡng cái niềm đam mê của mình. Cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã theo dõi hết video này, và tôi hy vọng rằng trong thời gian sắp tới đây, đội ngũ của chúng tôi sẽ tiếp tục được đi đến nhiều nơi hơn nữa trên mọi miền Tổ quốc Việt Nam. Hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.